愿无事到过那些远浪，找个会呵护我，竟我不用每日热放。愿无事受过那些碰撞，找个会搀扶我，再许下以后盼望。现实是共你也很快乐，不过那感情差，现在高或更热大方。现实是是我刻意埋藏，藏起真相该怎跟你讲？ 越真正爱护我，越真正爱我，越真正信任我。无论我那么多，如可以接受我，如不介意我，不来坦然，不来或者不要藏，如不会放下我，越想利用我，能否去说服我？其实你，其实你无用看清楚，仍一意向着我，亦不理对错。假如可望我，何时否可以来过？ Đứng trước mặt cô tôi nữa, tôi không muốn cô tôi bị tổn thương. Cũng may có cổ thôi, nếu không cậu rơi xuống núi cũng không ai biết, chắc chắn mất mạng. Nhân vật chính, anh có biết em tìm anh rất lâu rồi không? Trước giờ tình yêu đâu có nói khoa học, nếu giải thích được thì đâu còn tình yêu nữa. Có trúng hay không, một ánh mắt đã cảm nhận được rồi. Sally, vô phòng tôi một chút. Ngồi đi. Anh có chuyện muốn hỏi tôi? Có một chuyện tôi muốn làm sáng tỏ. Tôi hy vọng cô có thể trả lời tôi thật nghiêm túc và thành thật. Cũng được. Bây giờ sếp Dương giống như hỏi tội phạm vậy, tôi đâu dám không nghiêm túc. Trong lúc tôi hôn mê, tôi thoáng nghe được cô có vẻ lo lắng, rất bối rối, nói là tìm tôi rất lâu rất lâu. Đó không phải là ảo giác phải không? Không phải. Đúng là tôi đã tìm anh rất lâu rồi. Lâu tới 45 phút lận mà. 45 phút là rất lâu. Đương nhiên là lâu rồi. Anh có biết trên đời này bình quân cứ cách 45 phút thì có 11.000 người chào đời, có 4.800 người chết. Xém chút anh là một trong số 4.800 người đó. Cho nên đối với tôi mà nói 45 phút này thật sự rất lâu. Đơn giản vậy thôi à? Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không còn gì hỏi nữa chứ? Tôi ra ngoài đó nha. Ngày mai khách hàng chúng ta cần bảo vệ là ông Hồng và bà Hồng. Ông Hồng là danh nhân trong giới pháp luật. Ông tới Hồng Kông để tham gia buổi hội thảo của giới pháp luật. Công việc của chúng ta là bảo đảm hành trình ngày mai thuận lợi. Mọi người hiểu không? Bản thân ông Hồng bị bệnh sửng và bệnh tim, ông có mang theo thuốc không? Tôi đã trao đổi với ông Hồng rồi, tự ông sẽ mang theo thuốc trong người. Nhưng an toàn một chút, tôi cũng sẽ giữ một phần thuốc xuyễn và thuốc đặt dưới lưỡi, nằm trong cái bóp trong người tôi. Nếu mọi người cần có thể kêu tôi đưa. Nghe rõ. Nghe rõ. Anh tiếp tục đi, tôi đánh kịp mà. Quay lại hành động này, ngoại trừ ông Hồng còn phải chiếu cố cả bà Hồng. Buổi hội thảo ngày mai lúc 3 giờ sẽ có giờ giải lao, do cô Kinh phụ trách đưa bà Hồng đi vệ sinh, áp sát bảo vệ suốt chuyến. Không thành vấn đề. Có vấn đề. Hôm hành động ở Cửu Long. Vậy thì sao? Ở đó có một tiệm, tháng nào cũng có ngày phụ nữ, lần nào cũng có nhiều người tới đó mua sắm. Hôm hành động đúng lúc cũng là ngày phụ nữ. Chúng tôi biết. Dự tính ngày mai sẽ có nhiều phụ nữ xếp hàng đi vệ sinh. Chúng tôi đã có trao đổi trước với phía ban quản lý rồi, kêu họ được khoảng 3 giờ này phong tỏa toàn bộ toilet nữ ở tầng 4 phòng họp, dành ra 5 phút cho bà Hồng sử dụng. Anh đúng là chưa từng đi toilet nữ. 5 phút thật ra không đủ chút nào. Bởi vì chúng tôi bước vô đó, sửa lại mái tóc, qua lại lớp phấn, chưa tính đi vệ sinh cũng đã mất mấy phút rồi. Tôi cảm thấy 5 phút không khả thi. Kinh à, cô nghĩ sao? Tôi đi toilet 5 phút là xong hết rồi. Nhưng Charlie nói có lý lắm. Nếu vậy thì an toàn hơn, bố trí lại từ đầu. Hay là vậy đi, em kêu họ tìm một nhà vệ sinh xa một chút, để bà Hồng tránh được dòng người. Cũng không được. Phụ nữ chúng tôi mỗi lần nhìn thấy xếp hàng thì giống như số tự động chạy lên một tầng hay là chạy xuống một tầng. Nhưng nếu bắt bà Hồng lên thêm 2 tầng hay là xuống thêm 2 tầng đi vệ sinh, phiền phức quá, cũng tăng thêm rủi ro.
Nếu như toilet nữ không được thì toilet nam. Toilet nam? Phải. Dòng người toilet nam ngắn hơn. Phong tỏa toilet nam ở tầng 40 phút. Cho dù có người đi kêu họ chạy lên một tầng hay là chạy xuống một tầng, họ cũng không khiếu nại. Bà Hồng không cần đi xa quá, với lại không cần đợi. Cũng khả thi. Ừ. Thật ra cô còn thiếu bằng vệ sĩ, nếu có thể giống như cô Kim cùng chúng tôi làm vệ sĩ rồi. Tôi có bằng mà. Hả? Có sao? Sau khi tôi vô đây mới thi, nếu không tôi làm sao biết mọi người đang làm gì chứ. Cô tích cực như vậy không lẽ định giành với tôi sao? Số 2, liên lạc với ban quản lý coi ngày mai sắp xếp ra sao. Dạ rõ anh Chính. Tôi cũng phải liên lạc với họ. Hay để tôi bàn giùm mọi người. Ờ, cũng được, cảm ơn Charlie. Làm phiền cô. Ok. Đúng vậy, làm phiền mọi người ngày mai phong tỏa toilet nam ở tầng 4 giùm tôi. Phải, 3 giờ chiều phong tỏa 10 phút là được rồi. Ừ, hay lắm, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Bye bye. Cha cha cha, tan sở rồi còn siêng năng như vậy. Không biết có ai cần nước không hả? Nước dâu sao? Dạ. Cái gì? Chiều nay em kêu anh chụp hình toilet nam ở tầng 4 đâu. Bây giờ anh gửi cho em coi đi. Coi nữa hả? Phải. Em đã bàn với đối phương rồi mà. Em sợ mình bỏ sót. Chỉ là toilet nam thôi, có gì đặc biệt chứ. Nè, gửi rồi đó. Ừ. Nhớ phải ghi lại, nhắc họ đổi hết giấy vệ sinh và xà bông. Ồ, anh đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Sao tự nhiên lại kêu anh đi chụp toilet nam chứ? Có phải em muốn lấn sân làm luôn vệ sĩ hay không? Lấn sân cái gì? Đồng nghiệp với nhau giúp được thì giúp thôi. Nè, lần trước em nói tiếp cận anh ta, muốn tìm hiểu anh ta nhiều hơn. Anh cảm thấy bây giờ em làm nhiều chuyện hình như hơi quá mức rồi đó. 3, 6. Nè, em đếm cái gì vậy? Đếm khoảng cách viên gạch thôi. Theo đánh giá, từ toilet tới hội trường mất bao nhiêu thời gian. Chiến lược bảo vệ trước đây của họ cũng như vậy thôi, cũng phải tính rất rõ ràng. Kiên đâu? Xin lỗi anh Chính. Sao không thay đồ? Cô không khỏe à? Em nghĩ em bị viêm ruột. Đi toilet mấy lần rồi, em đã uống 2 viên thuốc tiêu chảy, em không sao đâu. Bây giờ em đi thay đồ. Nè, cô đừng cố chịu nữa. Cô đừng xuất phát, đi khám bệnh đi. Nhưng mà hôm nay phải có một vệ sĩ nữ đi với bà Hồng mà. Đột xuất vậy biết tìm đâu ra người thay thế. Để tôi. Charlie. Bộ này của tôi sao? Ừ. Cô muốn thay mặt cô Kinh đi sao? Tôi làm được. Lần trước ngồi ghi chép, biết rõ hành trình của mọi người. Tôi lại có bằng vệ sĩ. Yên tâm, hợp pháp. Cô tin tưởng thật sao? Ừ. Hành động hôm nay tương đối đơn giản. Ok. Nghe rõ. Cảm ơn cô Charlie. Cô mau đi khám bệnh đi. Tôi đi vệ sinh thêm một lần đã. Tôi sẽ nói với Rosanna một tiếng, hôm nay mượn cô làm việc. Được rồi, đi đi. Ông Hồng đó có địa vị trong giới pháp luật lắm. Mất công lát nữa chúng ta trễ giờ không theo hợp đồng cung cấp vệ sĩ nữ cho ổng vậy thì phiền lắm. Tóm lại hôm nay xử lý đặc biệt. Sếp Dương à, cũng như lần trước nói, tôi và vợ tôi vô được rồi. Mọi người đợi ở ngoài đi. Không thành vấn đề, chúng tôi sẵn sàng ở đây. Có gì cứ gọi tôi. Ừ. Sếp Dương, tôi xin đi 2 phút. Tưởng đâu cô không khỏe thì ra lén lút thập thò tới đây trộm khoai, tới đây ăn trứng gà. Chưa kịp ăn sáng. Tôi không biết đột xuất có việc ra ngoài. Đang ăn trứng gà đừng nói nhiều quá. Nè. Uống hớp nước đi. Mới đó, hôm nay chưa uống. Nè, tuy cô có bằng vệ sĩ nhưng cô chưa có kinh nghiệm thực chiến. Bình thường chúng tôi ra ngoài không ăn trứng gà, phiền phức lắm, phải lột vỏ. Thường thì chúng tôi mang theo bánh tây. Với lại uống nước cũng không uống nhiều như vậy, thấm môi là được rồi. Mất công đi vệ sinh. Tôi có cần nói giống số 2 và mọi người là nghe rõ không? Cô đó, chỉ làm thêm thôi, không cần trả lời tôi nghiêm túc vậy đâu. Còn lại một trứng, mời anh ăn đó.
Ăn không hết cho tôi sao? Anh không thể coi như chia ngọt sẻ bùi sao? Ok, mất công lát nữa bỏ trong túi làm rớt ra ảnh hưởng hình ảnh công ty. Nè, còn uống nữa. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mỗi một hành trình đều rất suôn sẻ. Trong tòa nhà đông người như vậy, chúng tôi ra vào cũng rất thuận tiện, không bị ai làm phiền. Tốt lắm. Ông Hồng khách sáo quá, bổn phận của chúng tôi mà. Anh à, anh có biết từ nhỏ tới lớn hôm nay lần đầu tiên em vô toilet nam không? Thì ra toilet nam á cũng có thể gọn gàng sạch sẽ như vậy. Mọi người thật sự chăm sóc chúng tôi chu đáo lắm. Bà khách sáo quá. À, lần sau có thể chỉ định sếp Dương phụ trách phải không? Đương nhiên là được. Chỉ cần đề nghị với công ty, công ty sẽ sắp xếp. Mời ông lên xe. Tạm biệt. Để hồ sơ trên bàn anh rồi. Nhớ ký tên nha. Ờ. Anh mời tôi uống nước, tôi mời lại anh uống trà hoa. Loại trà hoa hồng này uống với trứng gà ngon lắm. Rồi chúng ta không ăn uống. Nè, tối nay nhất định uống vài lon. Cạn nào. Nè, thử trứng gà trước đi. Lần trước con lăn xuống núi xém chút mất mạng. Bây giờ có ăn thì ráng ăn đi. Thực ra lòng đỏ của trứng phá lấu có phải nhất định phải luộc chín thế vậy không? Họ có thể làm đến giống như trứng lòng đào, cái gì đó chảy ra. Uống thêm một ly trà hoa hồng đúng là hoàn hảo vô cùng. Là hoàn hảo với ai vậy hả? À, có phải có em mới rồi không? Nói gì chứ. Hôm nay hả? Có một cô gái gọi điện tới nhà, sau đó không nói chuyện. Sau đó một hồi lâu mới nói tìm Dương Nhật Chính. Cô hỏi cổ là ai? Cô hỏi ngược địa chỉ của chúng ta. Cô nghĩ chắc là cổ lừa đảo cho nên đã cướp máy cổ. Giọng nói thế nào? Nhưng mà nghe giọng nói cũng có vẻ đã có tuổi rồi. Có khi nào là bạn của bà nội không? Điện thoại của chúng ta bao năm nay không thay đổi. Bộ má có bạn nào thân với con sao? Có khi nào là người đó không? Không thể nào. Bao năm nay không có liên lạc, tự nhiên sao lại tìm con chứ? Trời, những chuyện này không thể nói trước được. Con không coi phim hàng sao? Tức là có thể cổ bị bệnh nan y, muốn về đây gặp con lần cuối. Còn không thì muốn mượn tiền chữa bệnh. Còn không thì cô muốn... Cô đừng coi phim hàng nhiều quá, cô nhập vai quá rồi. Chắc chắn không phải người đó. À, nè, ăn cháo đi. Cô múc cháo cho con ăn. Cô à, nè. Ăn đi. Ê, đang ăn cơm đi. Ok. Charlie, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi có mang cơm không đi đâu. Ok, được rồi, chúng ta đi. Tôi đi trước. Chào ba, tôi có thể giúp gì cho ba? Đây là danh thiếp của tôi. Xin lỗi nghe bà Diêu,
Bởi vì đồng nghiệp phụ trách đi ăn trưa rồi, hay để tôi giới thiệu đơn giản một chút về dịch vụ vệ sĩ của công ty cho bà nghe trước. Sao cũng được. Cho hỏi tên cô là gì? Gọi tôi là Charlie được rồi. Charlie. Phải. Ở đây có quyển sổ tay, trong đó liệt kê rõ ràng về những dịch vụ vệ sĩ khác nhau. Chúng tôi sẽ dựa theo mức độ bảo vệ khác nhau của bà và các tính chất thì sẽ có những chi phí khác nhau. Hay là bà từ từ coi trước đi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Có phải tôi có thể chỉ định vệ sĩ bảo vệ tôi không? Bà đã có ứng viên thích hợp rồi phải không? Tôi muốn tìm Dương Nhật Chính. Bà muốn tìm sếp Dương. Tôi thấy cậu ta trên báo chí. Báo chí nói cậu ta rất bản lĩnh, rất chuyên nghiệp. Sếp Dương có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm. Với lại đúng là ảnh từng bảo vệ rất nhiều người quan trọng, với lại phụ trách rất nhiều vụ lớn. Nhưng chúng tôi cũng phải dựa theo nhu cầu của bà mới có thể phối hợp được. Phải. Cô có thể miêu tả thử sếp Dương là một người như thế nào? Bởi vì bà viết trên báo một chiều, tôi muốn tìm hiểu cậu ta nhiều hơn. Gấp đến vậy sao? Ngày mai làm không được à? Làm xong giấy tờ trước đã, mất công kéo dài mãi. Hôm nay bận đến luôn cả cơm cũng chưa ăn, anh không đói hả? Đói thì làm vắt mì ăn, lo gì chứ. Phải rồi, xe của anh đã mang đi sửa. Hay là ăn ở gần đây, luôn tiện cho anh quá vàng, theo xe em về đi. Ngồi taxi tiện vô cùng, về nhà ngủ sớm đi hả? Được rồi, về em đi nghe. Sao hả? Nè, cô sắp tan sở rồi, qua bển ăn cơm với con nha. Bị người ta cho leo cây à? Dương Nhật Chính, con thử ngu ngốc một lần đi được không? Không được, bởi vì con biết rõ cô quá, không thể giấu được. Dù sao bây giờ con cũng không có gái phải hầu, lại không có xe, con cũng đâu có chỗ đi. Nè, lần trước cô mời con ăn cơm, tối nay con mời lại cô ăn cơm đi. Mời cô mỗi ngày cũng được, nhưng con phải làm cho xong công việc. Hay là cô tới công ty đợi con đi. Ok, quyết định vậy đi, lát nữa gặp, bye bye. Được rồi. Sao quay lại vậy? Bỏ quên đồ à? Ada nói quên tắt bình dưỡng sinh, sợ để cả đêm sẽ nguy hiểm. Ở gần là vậy đó. Sao anh ở đây vậy? Tôi quay lại làm cho xong công việc thôi. Tôi... Cô nói trước đi. Hôm nay có một phụ nữ tới thuê vệ sĩ, còn nói rõ muốn tìm anh. Vậy sao? Tôi hỏi bà có phải có người giới thiệu không, bà không trả lời. Nhưng không biết có phải biết anh không, vì bà ta cũng hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới anh. Bà ta hỏi chuyện gì của tôi? Hỏi lúc trước anh làm ở đâu, con người của anh thế nào. Tôi nói anh mới tới làm, những chuyện còn lại tôi vẫn nói vậy. Người này khoảng bao nhiêu tuổi? Độ khoảng trên dưới 70 tuổi. Bà cũng có khí chất và quý phái lắm. Ý, bà có để lại danh thiếp, hình như có chút địa vị trong giới từ thiện. Tôi nhớ rồi, chủ tịch bảo trợ Nhi đồng Á Thái. Tôi thấy ngày mai anh có thời gian nên hẹn giùm anh 3 giờ. Anh ok? Cô không hỏi tôi có rảnh hay không? Đã thay tôi hẹn với người này à? Tôi đã kiểm tra ngày mai anh không có ra ngoài, thế anh có thời gian nên tôi... Có thời gian thì sao chứ? Tôi có nói muốn nhận sao? Ai cho cô làm vậy hả? Tôi... Cô làm ơn đừng nhiều chuyện quá, làm tốt bổn phận của mình đi được không? Cô đừng nghĩ cô từng cứu tôi thì có thể tự tôn tự tác theo tôi kiểm soát mọi thứ. Tôi không có nghĩ như vậy. Nhưng cô có làm vậy. Tôi nhất định sẽ không gặp người này. Cô đã hẹn thì cô tự giải quyết đi. Làm gì vậy? Cô là... Anh Dương Nhật Chính đâu? Tôi là cô của nó, tôi có hẹn với nó. Ảnh vừa mới đi rồi. Đi rồi? Diêu Mỹ Tư. Trời,
Không lẽ nghiêm trọng vậy sao? Lúc nãy người này lên đây cãi nhau với nó, đập bể hết đồ hả? À, không liên quan tới người phụ nữ này. Nhưng cái ly này là sếp Dương sĩ làm bể. Nó cũng nổi giận vô cùng. À, cô tên là gì? Du Tử Trừng, Charlie. Chào Charlie. Ôi trời, tay cô bị thương rồi nè. Ê, đừng nói nhiều nữa, qua đây rửa vết thương đi. Xong rồi. Cảm ơn. Cô không cần khách sáo. Ngón tay của cô đã bị thương vì thằng Chính mà. Kẻ làm cô này cần phải thay nó nói tiếng xin lỗi cho cô mới đúng. Người phụ nữ đó là má của sếp Dương thật sao? Ừ. Vậy tại sao anh lại nổi giận như vậy chứ? Tại sao giận dữ? Cô thử bị người ta bỏ rơi từ nhỏ, bẵng đi 30 mấy năm, cô có giận không? 30 mấy năm? Ai... Thật ra chuyện là như vậy. Lúc đó thằng Chính chỉ mới 11 tuổi thôi, tôi thì 6 tuổi. Anh của tôi, tức là ba của thằng Chính đó, bị tai nạn giao thông cho nên qua đời. Còn lại thằng Chính và má của nó. Ai ngờ anh tôi đầu năm qua đời, cuối năm má thằng Chính mới nói gặp lại bạn trai mối tình đầu, còn nói hứa đưa cổ qua Mỹ sống. Ai ngờ gã đó tệ đến nỗi chỉ chịu đưa một vé máy bay cho cổ thôi. Chính à, chị đừng đi mà chị. Nếu như chị bỏ đi thì anh Chính sẽ tính sao đây? Anh sẽ đau lòng lắm. Phi Phi khờ quá. Chẳng qua chị qua Mỹ trước thôi. Đợi tình cảm của chị và chú ổn định, chị sẽ hỏi ý chú, sau đó sẽ rước anh Chính qua bển. Vậy nếu chú không chịu thì sao? Tới giờ chị ra sân bay rồi, em ngoan ngoãn nha. Nhắc tới là thấy giận. Thằng Chính đã đứng nhìn má nó bỏ mặc nó một mình, bỏ đi như vậy đó. 30 mấy năm rồi cũng không về thăm nó một lần nào hết. Cô đừng nghĩ bây giờ nó có vẻ lạnh lùng lắm. Lúc nhỏ nó rất thích cười, rất hồn nhiên. Từ sau vụ việc đó, nó trở nên im lặng thôi. Tôi hiểu tại sao ảnh giận. Ảnh cần phải giận. Cô đừng có hiểu lầm. Nó không phải là giận cô, nó giận người phụ nữ đó thôi. Người phụ nữ đó là tử quyệt của nó. Ai đụng vô nút bấm đó, nó sẽ điên lên ngay. Bình thường không ai dám nhắc tới. Cô không cần lo lắng quá. Nó nguôi giận rồi thì không có gì đâu. Cô cũng giỏi thiệt ha. Hả? Rõ ràng tôi đang hỏi cô mà. Sao nói một hồi tôi khai hết mọi chuyện cho cô nghe vậy? Sao cũng được. Không nói cũng nói rồi. Không sao. Nè, nếu mà tối nay nó không hỏi cô thì cô đừng có nói với nó để gặp tôi nha. Tôi cũng không hề xuất hiện ở đây, ok? Hả? Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng phải cố gắng xem xét lại. Bây giờ tôi đang suy nghĩ lát nữa làm sao đối mặt với nó. Yên tâm, anh không hỏi tôi không chủ động nói. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh nổi nóng như vậy, nên tôi chưa biết cần phải làm gì. Cô, vậy thì không cần phức tạp quá. Nó nói không gặp người phụ nữ đó thì cô cứ quỷ cho nó, vài ngày sau sẽ bình thường lại nghe. Sáng mai tôi sẽ quỷ cuộc hẹn cho anh. Tất cả cũng tại người phụ nữ đó. Nếu không tại bà ta, bây giờ thằng Chính đâu có cô đơn một mình. Cô nghĩ coi, bị má của mình lừa dối như vậy, làm sao tin phụ nữ nữa? Trái tim đã tan nát hết rồi, làm sao chân thành với phụ nữ chứ? Hả? Cô về rồi. Cô xin lỗi. Lúc nãy đột nhiên có chút chuyện, không đợi cô đã đi rồi. Cũng may là cô lanh lợi gọi điện cho con trước. Không sao đâu, hả? Mua về nấu cũng vậy thôi. Hôm nay người phụ nữ đó tới công ty tìm con. Cũng may là con tự mở miệng trước, nếu không cô cũng không biết làm sao tiếp tục diễn. Cô đã tới công ty con sao? Sao cô biết người phụ nữ đó đã tới? Cô biết người phụ nữ đó là ai rồi sao? Không phải, cô tự lượm danh thiếp ở dưới đất thôi. Đồng nghiệp của con thì thảm lắm, chắc chắn cô đã chửi người ta một cách hung dữ, còn hất đổ hết đống ly nữa. Trời ơi, mặt của cổ sợ đến tay mét hết trơn à. Tay còn chảy máu nữa đó. Cổ bị thương ở tay hả? Có nghiêm trọng không? Một chút xíu thôi. Nhưng mà cổ cũng oan ức lắm.
tự nhiên bị con nổi nóng như vậy. Con cũng biết cổ không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà lúc đó con không hiểu tại sao con không thể tự kiểm soát bản thân. Hiếm thấy thiệt đó nha. Đa phần trước mặt cô con mới như vậy thôi, trước mặt những người khác con hiếm khi mới kiểm soát như vậy lắm. Trừ khi có một lý do, đó là con cảm thấy cổ có thể bao dung con, nên trước mặt cổ con thể hiện mặt chân thật nhất. Ha, con cũng tin tưởng cổ lắm ha. Ừ, con nghĩ nhiều quá rồi. Bắt đầu từ hồi nào vậy? Phát triển tới bước nào rồi? Đó không phải là điểm chính của tối nay. Ờ phải. Quay lại người phụ nữ đó đi. Người phụ nữ đó hơn 30 năm không về đây tìm con, bây giờ tự nhiên về đây, con định làm gì? Con định làm gì nữa chứ? Con và bà ta đâu có gì nói. Con không nghĩ sẽ gặp bà ta. Đúng là hơi khó xử. Nhưng mà cô cảm thấy cô nên xin lỗi người ta. Người ta đâu phải là cố ý, phải không? Bây giờ cô nói người ta là ai? Thì người ta đó. Con không muốn gặp người ta, nhưng sợ người ta hẹn người ta giùm con, con còn làm người ta hoảng sợ. Không biết cô nói gì nữa. Cô cũng không biết mình đang nói gì. Ai, sao cũng được, sao cũng được. Tóm lại những chuyện này con tự mình giải quyết đi. Nè, đừng có uống nữa, mau tới tủ lạnh lấy cánh gà theo giùm cô đi. Cô đói bụng lắm rồi, mau lên đi. Cánh gà này làm thế nào vậy? Ai, con tự nghĩ đi. Nè, nè, sao con kinh tởm quá vậy? Con uống xong lại đổ vô trọng, tức là ăn nước miếng của con. Cô kêu con đừng uống nữa mà, nên con làm cánh gà hấp bia, vậy thì càng ngon. Được, con làm trước, cô không dám làm sao sao? Ê, ê. Nè, không lấy nè. Được. Lần sau cô mang giày cao gót 6 phần nấu ăn với con. Cô à, nhiều khi cô cũng dễ thương, cũng dễ mến lắm. Nhiều khi hả? Con đừng nghĩ cô không nhận ra con đang nói móc cô. Nói thật đó, lát nữa rửa sạch sẽ làm lại đi, để con làm cái giùm cô cái đã. Thôi đi, kinh tởm muốn chết à. Phi Phi, cô tới rồi hả? Xin lỗi xin lỗi, tôi làm xong công việc đã, cô ngồi đợi tôi chút nha. Cũng được. Xong rồi. Có rồi, có rồi, có rồi. Cảm ơn. Ly này là thức uống tôi đã dốc hết công sức nghiên cứu cho thu nhật. Trà xanh lai mẫu muối biển, thử đi. Ngon lắm. Lai mẫu là gì vậy? Lai mẫu là cách gọi của Đài Loan, tức là chanh của Hồng Kông chúng ta. Chẳng phải cùng một loại sao? Đương nhiên là khác. Giống như giữa lấy mình và lam là hai loại khác nhau đó. Cô không hiểu đâu. Nhưng mà nói tới những chuyện ăn uống, tôi dám nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Tức là giống như ly này. Bình thường người ta nhất định dùng chanh để làm, nhưng tôi thì cương quyết dùng lai mẫu. Tại sao chứ? Bởi vì lai mẫu có một vị ngọt thanh mà trái chanh lại không có. Nè, chị kêu tôi tới đây để muốn tôi thử nước uống. Xem chút nữa tôi quên mất chuyện quan trọng. Nè, đây nè, đây nè. Cô làm ơn. Bức thư này là trước khi má tôi qua đời viết cho người phụ nữ đó, tức là má của thằng Chính. Lúc đó tôi 16 tuổi. Có một hôm tôi tới bệnh viện thăm má tôi, má đã đưa bức thư này cho tôi, kêu tôi mang đi gửi. Má tôi kêu tôi mang đi gửi mà, tôi cũng phải biết trong đó viết cái gì. Nhưng cô có biết cái quan trọng nhất là gì không? Quan trọng nhất là bức thư này má tôi lại viết là tha thứ cho người phụ nữ đã bỏ rơi thằng Chính đó. Tôi thấy tức cho thằng Chính, tôi không mang đi gửi. Bây giờ chị đưa bức thư này cho tôi, tức là muốn tôi làm gì? Bởi vì tôi đã đọc bức thư này 3 lần rồi. Lần đầu tiên là khi má tôi đưa cho tôi đọc xong giận lắm. Tôi không gửi đã đành, còn xé rách nó luôn. Sau đó tôi nghĩ lại, hình như dán lại chắc ăn hơn. Đến lần thứ hai, đó là 10 năm trước khi tôi dọn nhà, tôi đọc lại. Trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức. Cho tới hôm nay, người phụ nữ đó quay lại tìm thằng Chính, tôi lại đọc. Lần này tôi mới có một chút hiểu rõ tại sao má tôi lại tha thứ cho bà ta, tại sao má tôi lại viết bức thư này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi giận, cho nên
tôi muốn giao bức thư này cho cô, để cô quyết định có nên giao cho bà ta hay không. Chị giao cho tôi quyết định. Ừ. Lúc trước má tôi thường hay nói với tôi, má tôi nói trên đời này như gì cũng có, chỉ là không có nếu như. Nhưng dạo này tôi cứ suy nghĩ, nếu như tôi thấy bức thư này gửi cho người phụ nữ đó sớm hơn, có phải người phụ nữ đó sẽ về sớm tìm thằng Chính không? Có phải thằng Chính sẽ nhận được tình mẹ sớm hơn không? Vậy vết thương của thằng Chính có phải không còn sâu đậm nữa không? Chuyện qua rồi nghĩ lại cũng vô ích, quan trọng nhất là bây giờ. Cô cũng cảm thấy vậy sao? Nè, nếu bây giờ cô đã tới, nếu như cô biết má của nó, nếu cô có duyên với bà ta như vậy thì bức thư này tôi giao cho cô, để cô quyết định có nên đưa cho bà ta hay không. Nhưng tôi xen vào chuyện của sếp Dương không tốt cho lắm. Ấy, cô yên tâm, nếu như mà nó biết, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cô không hỏi tôi có rảnh hay không? Đã hẹn với người này giùm tôi, tôi nói tôi sẽ nhận sao? Ai trao quyền cho cô làm vậy? Tôi... Cô làm mới gần nhiều chuyện, lo cho xong bổn phận của mình đi được không? Con người này, tôi nhất định không gặp. Cô đã hẹn thì tự giải quyết đi. Nếu như nha, tôi lấy bức thư này gửi cho người phụ nữ đó sớm hơn, có phải người phụ nữ đó sẽ về sớm tìm thằng Chính không? Vậy thì vết thương của thằng Chính có phải không còn sâu đậm nữa không? Chưa đọc, làm sao quyết định giùm người ta? Chị à, khi viết bức thư này, sinh mạng của má sắp đi tới tận cùng. Bản thân má không ngờ, người má lo lắng nhất là con. Năm xưa con bỏ mặc Nhật Chính theo người đàn ông đó qua Mỹ. Thật sự má giận con lắm. Nhưng khi má nằm trong bệnh viện, yên lặng một mình, bắt đầu má hiểu được tại sao con làm như vậy. Có thể con chỉ yếu đuối, con không đối mặt được với sự khó khăn của một quá phụ nuôi con. Lựa chọn không làm má của Dương Nhật Chính, lại làm Diêu Mỹ Tư. Xin lỗi nghe cô Diêu, đúng ra tôi phải sắp xếp cho cô và sếp Dương gặp mặt, nhưng do gần đây ảnh hơi bận, không thể nhận khách mới, nên không thể gặp cô. Tôi hiểu mà. Cô có biết tôi là... Nó nói cho cô biết sao? Là cô Dương, tức là Phi Phi. Chị đã đưa cho tôi bức thư. Bức thư này 20 năm trước đã phải gửi cho cô rồi. Vì thư đã bị mở, vì Phi Phi đã đọc, tôi cũng đã đọc. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy cần phải giao cho cô. Mỗi một người cần phải có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Mọi người nói con ích kỷ, nhưng mọi người đã mang suy nghĩ của mình cố ép cho con. Không phải cũng ích kỷ sao? Nghĩ tới đây, má buông bỏ. Con không sai. Chẳng qua con có một lựa chọn mà mọi người không thích. Sau khi con đi, đối với ai nó cũng có sự đề phòng. Dựng bức tường thành trong lòng của nó. Ngoại trừ má và Phi Dân, không chịu cho ai tiếp cận. Cuộc sống trong tương lai khó tránh sẽ hơi cô độc. Má nói chuyện này không phải muốn trách con, chẳng qua má cảm thấy con có quyền biết Nhật Chính thật sự như thế nào. Chúc mọi việc bình an. Phi Phi, tôi đã đưa bức thư cho cô Diêu rồi. Nhìn thấy cô đọc bức thư, tôi cảm thấy hôm đó chị cũng không có lỗi. Có người nói hối hận phải đủ sâu mới nhận được cứu rỗi. Cô của 20 mấy năm trước chưa chắc hiểu trọng lượng của bức thư này. Một người che giấu quẩn khúc trong lòng bao nhiêu năm nay mới cần có bức thư này. Bây giờ cô nhận được bức thư chính là đúng thời điểm. Cút à, ra ăn chè nè. Cút, con có mua món mà cô thích nhất nè. Một người che giấu quẩn khúc trong lòng bao năm nay
mới cần có bức thư này. Bây giờ cô nhận được bức thư chính là đúng thời điểm. Nè, sao cô lại khóc vậy? Cô không sai. Không sai cái gì? Lúc nãy cô nghe giọng của Du Tử Trừng, cô đã nói gì với cô? 20 mấy năm trước má của cô đã viết một bức thư cho má của con, nhưng cô không có gửi đi. Bây giờ Charlie đưa cho chị giùm cô. Không ngờ cô nói cô không sai. Lúc trước muốn tìm Chậu Kiển cũng không tìm được. Hôm nay tao đã gặp được tụi bay rồi. Tất cả đều có thời điểm của nó. Cô Du, cảm ơn cô đã đưa bức thư cho tôi, giúp tôi biết nội của Nhật Chính. Cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho tôi. Cho tới lúc này tôi mới có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy hôm đó tôi đã bay đi, rời khỏi Hồng Kông, nhưng trái tim tôi luôn bị giam cầm ở đây. Bây giờ nhận được bức thư, ít ra tôi cũng biết nội của Nhật Chính không còn hận tôi nữa. Còn Nhật Chính, tôi không dám cầu mong nhiều quá, cũng không dám mong mỏi nhiều quá. Vài hôm nữa tôi sẽ rời khỏi Hồng Kông. Tôi muốn trước khi tôi đi có thể làm gì đó cho nó. Nó có biết cô đưa bức thư cho tôi không? Đương nhiên không biết. Bye bye. Chà, có sô-cô-la giác vàng kìa. Ông tưởng ăn đương nhiên là món ngon rồi. Nè, snack làm bằng tôm biển sau này có vẻ hấp dẫn lắm. Ha. Về rồi sao? Ê, Charlie, nè, cô có phước nha, chúng tôi có nhiều lộc ăn lắm. Ông tưởng tặng cho chúng tôi mấy túi quà vặt giá trị. Gần đây ông ta nhắm tới bà chủ của tiệm quà vặt cao cấp, suốt ngày viện lý do chạy đi mua quà để tiếp cận người ta, mua tới mua lui lợi cho chúng tôi rồi. Ê, vậy cô đừng khách sáo nữa. Chia cho cô nè, lấy mấy hộp đi. Sếp của mọi người đâu? Anh nói xe mới sửa xong, vừa tan sở đã đi lấy rồi, có lẽ không về đây. Cảm ơn. Ê, thay đồ đi, ha, bye bye. Lên xe đi. Hả? Đưa cô về nhà. À. Nghe cô Út nói cô đã đưa thư của nội cho người phụ nữ đó. Bức thư của cổ mà, cổ có quyền biết. Anh có đọc bức thư đó không? Không. Nhưng cô tôi cũng nói cho tôi nghe đại khái rồi. Nói là bà nội đã tha thứ. Cảm ơn anh. Để tôi giúp cô. Ủa, đâu quà giặt của ông Tưởng. Sao họ chịu chia cho cô vậy? Anh đừng nghĩ họ tệ như vậy. Loại băng cá nhân này không tốt cho lắm. Ngày mai tôi mua loại khác cho. Anh không trách tôi nhiều chuyện, tôi đã mừng lắm rồi. Thực ra trong chuyện này tôi cần phải cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô đã giúp Phi Phi đưa bức thư đó, mới có thể giải tỏa được khúc mắc. Hôm qua tôi về nhà thấy cô khóc sướt mướt, tôi mới biết dạo này cổ cứ nghĩ tới bức thư đó. Có phải đó là bức tường thứ hai anh xây trong lòng hay không? À, xin lỗi, tôi không nên nhiều chuyện.
Nhưng tôi rất muốn nói cho anh biết, sau khi cô Diêu đọc xong bức thư, cô có hỏi tôi, cô còn gì có thể làm cho anh. Vậy sao? Tôi đã đọc danh thiếp của cô, tiêu đề là Chủ tịch Bảo trợ Dây đồng Á Thái. Tôi đã kiểm tra, mà anh sống bên Mỹ 20 mấy năm qua, giúp công dốc sức cho tổ chức, giúp các em nhỏ nhận được phúc lợi lớn nhất. Cô thường đi làm tình nguyện viên, đi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cô còn làm đến toàn thể quỹ viên đều giới thiệu cô làm chủ tịch. Cô muốn nói bà ta làm vậy là vì tôi, hay bản thân bà ta ân hận, làm như vậy sẽ dễ chịu hơn? Tôi không biết. Có thể nói đúng, cô chỉ ân hận. Nhưng cũng có thể bấy lâu, cô đang tự trừng phạt mình. Lúc nội anh qua đời, anh ra ngoài làm việc chưa? Mới tốt nghiệp đại học. Vậy thì tôi hiểu tại sao nội anh giao bức thư cho Phi Phi chứ không giao cho anh. Tại sao? Bởi vì nội anh biết chắc chắn anh không gửi. Anh thử nghĩ coi, một thanh niên mới ngoài 20 tuổi và mới đối mặt với xã hội. Đừng nói là người đó biết làm sao xử lý tâm trạng của mình. Rất có thể người đó vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo, đối với cuộc đời sự nghiệp của mình, vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Còn má của anh, khi rời xa anh, chưa tới 30 tuổi, có thể của cổ lúc đó có nhiều chuyện không biết làm sao đối mặt. Tôi lên nhà trước nha.